Vào đây dạ. Công chắc còn hỏi thằng con công này bao tiền là con hả chú? Bắt được một đôi. Nhớ. Cuộc đời lắm bất công. Rồi. Làm cá cho anh em ơi. Con này kia bụng nó to như thế, không phải là nó có chửa đâu. Cá bụng chửa à? Đâu có nhiều nhỉ? Đây, sợ. Cá này đẳng cấp này. Mùi cá gì đây? Gặp cá này có vẻ đẳng cấp này. Đẹp nhỉ? Rồi, coi nhìn cá này chưa? Con này mà câu được thì phải to đạp thật đấy. Các gì nhỉ? Ui. Chưa. Anh em nhìn thấy cá đẹp chưa? Dã mà. Trông như cá đao ấy nhỉ. Buồn. Đây là loại nhỏ. Con này con gì anh em nhỉ? Ô quẩy đạp chưa này? Bao tiền con này? Con to to này bao tiền gì nhỉ? 50 triệu á? Con ấy gọi con gì? Đẹp nhỉ? 50 triệu một con. Đã mà.